Ok, chào mọi người nha. Thì hiện tại mình ở trên cái con OCC phụ mọi người. Ở trên cái server mới siêu cấp đặc biệt mà mình mới review ngày hôm qua mọi người. Đó là boss Thiên Bình trong công quân đảng nha mọi người. Đó. Và đầu tiên là chúc mọi người có một ngày tốt lành nha. Có lẽ clip này đắp sẽ nó hơi trễ một tí mọi người. Sáng lúc mình hơi bận nên là chưa có ra clip kịp mọi người. Ok, còn ngày hôm nay thì mình sẽ on tiếp cái server mới đấy mọi người. Thì hôm nay là ngày thứ hai nha mọi người, thì anh em sẽ được test một cái hộp quà. Đây, cụ thể thì bọn bạn xếp hạng nạp mấy chỗ này như mới update cho được trong cái hoạt động thì phải. Đó, thì ngày hôm nay anh em sẽ được test một cái đó là quà thời trang may mắn nha mọi người. Kiểu như là lần đầu vật phẩm này lần đầu mà nhà phát hành đưa cho phát free cho anh em đúng không ạ? Đấy, giờ trước giờ mình cũng chưa thấy có free lần nào rồi. Nếu mà có thì cái một cái set đồ, set thời trang khủng long hay nhằm với cái set bò sữa rồi, cái đó thì tốc độ 200 khá là ngon. Còn cái quà thời trang may mắn ngẫu nhiên ở trong đây mọi người thì cam nó cũng có và tím cũng có nha mọi người. Đây cụ thể thì cam ở trên đây này, cam thì có 2, 4, 6, 7 set, còn lại là tím thì tới 9 luôn phải, 9 set thì phải mọi người. Cam thì trong đây hầu như là tốc độ 100 hết thì phải đúng không? Ừ đúng rồi, tốc độ 100 hết mọi người. Ồ, có xe này tốc độ 200 này. Này 100. Này xe phải cố 200 cái này. Cộng 200 luôn nè. Như vậy là có 3 set là tốc độ 200 anh ta. 1 set này, 2 set này. Này đây là 3 set đúng không? Còn lại là 4 set đồ cam tốc độ 100 và còn lại trong đây nữa đó là set đồ tím mọi người. Đó. Tím cũng khá là nhiều. Hôm nay thì ngày 2 rồi, mình sẽ nhận luôn. Sau đó thì mình sẽ test luôn nhân phẩm cho anh em xem. Thì đặt ra trong việc nào thì mình cái thời trang làm sao cho anh em xem luôn. Và mình sẽ test luôn cái nhân phẩm ngày hôm qua mọi người. Mình chưa có đọc hộp cái này. Quả vũ khí may mắn. Ở đây ngày hôm nay test luôn. Thì mai thì anh em sẽ được nhận thêm một cái trang bị 2 tuổi nha mọi người. Cũng khá là ok phết chứ này. Đây sẽ là ốp thiên bệnh nha mọi người. Danh hiệu này. Ốp này. Tăng cấp lên xíu nha mọi người. Cái này mình không có chơi gì nhiều á mọi người. Ok, mình xin nhận lúc này. Rồi, lên cấp nữa. 16, mở phó bản tính anh. Tính anh thì đây mà chiến năm nay thì chủ yếu là kèm mấy cái mảnh độc cụ thôi mọi người. Ok, sẽ ra ngoài nha. Này, ngày 2 server 100 kim cương. Thử nhiệm vụ công hội à, đi cảnh nữa nè. Để mình xóa hết luôn. Đây thì giờ mình sẽ test nhân phẩm luôn nha mọi người. Hai cái hộp, một cái là quà thời trang và một cái là quà vũ khí nha mọi người. Đây mình sẽ mở thời trang trước nha mọi người. Ok. Còn vũ khí thì mình sẽ đặt hộp sau. Thời trang thì không biết là ra cái quà gì đây. Có vẻ cũng hơi, nhưng mà ra được tốc độ 200 thì cũng ngon phết đó mọi người. Này có 4 set thì mình thấy, 3 set chứ. Mình thấy set này khá là đẹp luôn này. Còn được hiệp khách nè mọi người. Này set ngoại quốc, set này cũng đẹp này, hình bóng phiêu du. Cái mấy set mà lúc trước là đặc quyền trong mấy cái chuyện sự kiện tuần đó mọi người. Ok, đây mình sẽ mở luôn nha. Úi xời, giờ là được thời trang người gác đêm nha mọi người. Tím nha, set đồ tím tốc độ 55 mọi người. 55, mình sẽ đạp hộp luôn nha mọi người. Mở luôn đi. Cầm 12 bài tục tính nè. Ok, và tiếp theo mình sẽ thôi mình sẽ đạp hộp cái quà vũ khí trước luôn nha mọi người. Tí sau là cái gì xong. Quà vũ khí may mắn. Rồi, khách là ra kim cương hay là ra vũ khí đây. Mà nếu mà ra vũ khí thì có lẽ nào là pháo đỏ quần xung nữa mọi người. Nghe lắm rồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp luôn nhé mọi người. Đây, còn để em đợi chờ lâu nữa. Đây, 1, 2, 3. Úi xời ơi, biết lắm mà. NANI? NANI? OMAE WA MOU SHINDE IRU. Ôi, xong luôn rồi trời. Thấy chịu luôn rồi đó. Bó tay nha mọi người. Chả hiểu kiểu gì luôn, còn lâu mới tới test mà sao biết ra mấy cái vũ khí này mà trời. Ngẫu game dữ ta. Trước thì mới đập hộp xong,
nhập hai cái hộp quà mỗi là cái cũng là một cái vũ khí đầu mình xung thế thì chịu luôn à. Mới test hồi hổn là gì chứ mà mình không có test nữa nha mọi người, khá là buồn lâu rồi. À, có đỡ mừng xuông này đó thì em biết là anh em mở ra một khi nào nhỉ, thì cầu em dưới mình biết nha. Mình thì ra phá đỡ mừng xuông mọi người, còn một hộp đấy thì chắc là sẽ test nhân phẩm tập 2 nha, nếu cái đó ốp xong rồi mình sẽ test xong. Chứ không có, anh em chỉ cần ốp tới ngày 3 thôi mọi người, on tới ngày 3 xong rồi bắt đầu ốp có một ngày và ngày kế tới thì đăng nhập vô để mà nhận tiếp cái quà vũ khí may mắn rồi, thì em sẽ tới nhân phẩm 2 lần và cũng sẽ không có bị mất cái ấy nữa mọi người, mất cái set đồ như là trang bị game bao 2 tuổi nha mọi người. Đó thì có vài bạn hỏi mình là cái sao mà đăng nhập chơi server mới mọi người, kiểu như là anh em mới tạo cái con xe đúng không, và anh em chọn một cái bot, một cái server bất kỳ mà nó không phải là cái server mới mọi người, thì anh em sẽ không thể nào mà nhận được cái set trang bị ác ma nha mọi người. Đó. Thì nếu mà nhận cái set này thì anh em cần phải chơi cái server mới ra mắt, kiểu như là nó ra trong cái ngày sự kiện đó mọi người, thì anh em vô tích nhập lên đăng nhập thì mới nhận được cái set trang bị đó nha mọi người. Cái này thì có thể anh em chơi lâu thì chắc biết hết rồi, mà mấy bạn kiểu mới chơi muốn tạo xe chơi thì anh em nên chơi mấy cái server mới ra mắt mọi người. Thì bình thường thì mỗi thứ 6 hàng tuần thì sẽ có một cái server mới ra mắt mọi người, mà nó đặc biệt hay không thì cũng tùy nữa nha mọi người. Đó, mấy server như này nè mọi người, Quán Thiên Bình là server đặc biệt nè, nếu mà em có chơi thì tranh thủ mà tạo xe để mà chơi cái server này nha mọi người. Đó, free khá là nhiều đồ ngon cũng như là kỳ cuốc cho anh em á. Ok, lên cấp nữa nè, 17. Tôi mở cái gì đây, khảm 10, khảm 10 cái này một xíu được chiến. Úi xôi, mấy cái đá này thì nhiều em chịu khó cày trong cái mỏ khoáng mọi người, chịu khó đào đó hàng ngày thôi để mà nâng mấy cái level đá này lên cao mọi người. Rồi, ok. Và mình có cài được chiến. Hồi là trời. À đúng rồi, còn cái set đồ quen sao nhỏ. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Tí nữa thì quen mọi người. Hồi là trời, đây mình sao cái set này đi, set đồ tím nha. Đây cái đầu này, cái thần Mếp thần Sinoa. Trang phục thì là đây, người gác đêm nha mọi người, set người gác đêm. Đó thì cái set đồ này nó có cái thần khá là đẹp đó mọi người. Mình khá là thích cái thần luôn, nó có cái hiệu ứng này, mình để người thấy nè. Tuyết rơi còn bên dưới là sẽ có mấy cái băng nhọn nhọn mà nó nhô lên đó mọi người, nhìn khá là đẹp luôn. Đó. Mặc dù là cái đầu tóc thì hơi bù xù với lại cái khuôn mặt thì có râu mình không thích cho nó mọi người. Ha, chỉ còn cái thần thì khá là đẹp luôn nha. Ok. Đó là set đồ tím người gác đêm mọi người. Mình đập hộp và nó ra cái set này. Còn biết anh em mở ra set đồ nào cũng như là đập ra cái vũ khí nào thì comment bên dưới mình biết nha. Ok, cùng nhau thì có lẽ là clip mình đến đây nha mọi người ơi. Đó, thì anh em có thấy máy hay có gì thì để lại bình luận dưới và xem clip xong mình nhớ cho mình xin một like này. Và đừng quên lại cái kênh để thoát ra còn lại cái video mới nhất mình nha. Ok, cùng nhau thì có lẽ là hẹn mọi người ở clip tiếp theo thôi này. Bye bye anh em nha.